Các bạn sẽ nghĩ gì khi nghe nhắc đến Dubai? Những công trình bậc nhất thế giới như Burj Khalifa, Burj Al Arab, khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới, Palm Jumeirah, đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, hay những chiếc siêu xe đi tấp nập ngoài phố. Sau chuyến đi lần này, Dubai trong mắt mình không giống như những gì thiên hạ đồn, cùng mình khám phá những mặt khác của một trong những thành phố xa hoa nhất thế giới nào. Hành trình làm quen với Dubai của bọn mình bắt đầu từ metro, tất cả các đoàn tàu ở đây đều hoàn toàn tự động và không người lái. Trung bình một lần đi như vậy rơi vào khoảng 1 đến 2 đô tùy theo số bến bạn đi. Một trong những điều thú vị của Metro Dubai là ở đây có toa dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Nếu đàn ông bước vào toa này sẽ bị phạt 100 dirham, khoảng 27 đô. Bọn mình book phòng tại khách sạn Ravis Center Point Hotel, giá cho cái phòng như thế này rơi vào khoảng 80 đô cho một đêm. Lúc mình book thì có ghi là khách sạn 4 sao, nhưng thật sự mình thấy hơi nghi. Cái này để ở đây không biết làm gì, chắc dành cho những lúc bạn ngất trong nhà tắm có thể gọi xuống cầu cứu lễ tân. Xong khi cất hành lý, sửa soạn lại thì bọn mình đã đến bãi biển La Mer. Theo mình thấy thì đây là một trong hai bãi biển đẹp và hiện đại nhất ở Dubai, nếu bạn muốn tắm biển thì mình khuyên bạn nên đến đây. Ngoài việc tắm biển ra ở đây còn có mấy thú vui kiểu như thế này nữa, mình không biết tên khoa học của nó là gì, chắc là kayak. Mục đích bọn mình đến đây thì tắm biển là phụ tác nghiệp để lấy ảnh thả thính cho cả năm là chính. Địa điểm tiếp theo của bọn mình là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới Dubai Mall, tổng diện tích của nó chỉ có hơn 1 triệu mét vuông, để bạn hình dung được nó lớn cỡ nào thì bạn hãy tưởng tượng khoảng 200 sân bóng. Thác nước này tượng trưng cho những thợ lặn bắt ngọc trai, một trong những nghề kiếm sống chính ở Dubai vào thế kỷ trước. Ngoài ra ở đây còn có một trong những bể cá lớn nhất thế giới. Nơi này không thiếu một thứ gì hết, từ Cartier, Bulgari đến Zara, H&M. Mục đích chính của bọn mình đến đây tất nhiên không phải để mua sắm rồi, mà là chiêm ngưỡng cái này. Hệ thống đài phun nước lớn nhất thế giới, tiện thể ngắm tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Nếu mình nhớ không nhầm, các buổi biểu diễn ở đây sẽ bắt đầu từ 6 giờ chiều đến khoảng 10 giờ tối. Một trong những khoản đóng góp lớn nhất vào GDP của Dubai thuộc về du lịch. Để hiểu một chút về độ chịu chơi của Dubai để thu hút khách du lịch, họ đã bỏ ra 218 triệu đô để đầu tư vào cái này. Cùng mình bỏ ra vài giây để chiêm ngưỡng 218 triệu đô nào. Còn đây là khoảnh khắc các Ricky đã về đến khách sạn và đang ăn mì tôm vào lúc nửa đêm sau một ngày mệt mỏi. Một ngày mới bắt đầu và Dubai đã mở ra với mình với mặt khác. Thật ra Dubai không phải toàn những chiếc siêu xe mà còn có phương tiện như thế này nữa. Khác gì chợ nổi miền Tây đâu, giá cho một chuyến đi như thế này là 1 dirham cho một người, tính sang tiền Việt là khoảng 6.000 đồng. Kênh này là Dubai Grid, cả chuyến đi sẽ mất khoảng 5 phút, sang đến bờ bên kia là bạn sẽ đến một trong những nơi ai cũng đến khi bước chân đến Dubai, đó là chợ vàng. Thay vì bán rau bán thịt, chắc bởi vì nơi này là sa mạc vì thế cũng không trồng trọt chăn nuôi được gì cho nên họ bỏ vàng ra bán. Nghe nói lượng vàng ở đây cũng không quá nhiều, chỉ đâu đó 10 tấn thôi mà. Đi một vòng chọn mãi cũng không chọn được bộ nội y bằng vàng nào ưng ý, cho nên bọn mình đã quyết định quay về chuyên môn mình hiểu biết nhiều hơn, đó là ẩm thực. Thật ra ngoài vàng ra ở nơi này còn bán bánh, kẹo và nhiều thứ khác như những các chợ khác. Lại một điều nữa làm mình ngạc nhiên ở Dubai. Lúc đầu nhìn từ xa thì mình cứ tưởng cuối tuần dân đang tổ chức picnic trên bãi cỏ, nhưng đến gần thì mình đã hiểu ra đây là chợ. Thật ra Dubai không chỉ là những hình ảnh hào nhoáng hoa lệ như thế này, 90% dân cư ở đây là những người đi xuất khẩu lao động từ Ấn Độ, Bangladesh, Philippines và mức lương của họ vô cùng bèo bọt. Ví dụ như anh đang bỏ đồ vào túi bóng cho mình, mức lương của họ chắc rơi vào khoảng 500 đô. Với số tiền đó họ phải chi trả cho các khoản đắt đỏ như nhà ở, đồ ăn ở Dubai, chắc các bạn cũng hình dung ra được họ phải tiết kiệm như thế nào để vừa đủ tiền sinh hoạt vừa đủ tiền gửi về nhà. Để làm gì? Còn đây là chè khoai dẻo và bánh bột năng bạn mình mua của chị Philippines ở cái chợ lúc nãy. Một trong những điều mình rất thích ở Dubai là vì ở đây có nhiều người từ các nước cho nên vào siêu thị không thiếu thứ gì, chả khác gì Việt Nam. Từ mùng tơi, khoai lang, mướp đắng đến Enchanter với bao. Vì quãng đường khá xa cho nên mãi 7 giờ tối bọn mình mới tới khu vườn hoa lớn nhất thế giới. Trời tối cũng không chụp được nhiều ảnh cho nên bọn mình đã đưa ra quyết định đứng ở ngoài cửa chụp cho nhanh gọn lẹ. Tiết kiệm được hẳn 100 đô tiền vé vào.
Theo mình nghĩ thì bên ngoài cũng chả khác mấy gì bên trong. Bạn nào vào rồi comment xác minh cho mình với. Địa điểm tiếp theo bọn mình tới là Global Village. Nơi này theo mình được biết chỉ hoạt động từ tháng 11 đến tháng 3. Vé vào cổng có giá là 20 dirham một người, khoảng 5,5 đô. Đây là điểm giải trí và mua sắm với nhiều gian hàng đến từ khắp nơi trên thế giới, tầm 90 quốc gia. Bọn mình có đi hỏi nhưng ở đây không có Việt Nam. Theo mình thấy thì nơi này kiểu như Disneyland phiên bản Dubai. Bọn mình cũng lớn đối với những trò chơi như thế này rồi, cho nên bọn mình đã tìm tới niềm đam mê chung của cả team, đó là ẩm thực. Đi một vòng không biết ăn gì thì cuối cùng chốt ăn đồ Thái. Một món ở đây có giá tầm 40 dirham, khoảng 10 đô. Vì đói quá cho nên trong lúc chờ đợi đánh chén tạm mấy xiên gà nướng. Đặt món xong rồi mới tới cái ải khó nhất, đó là tìm chỗ ngồi. Do là ngày cuối tuần, ở đây cũng khá đông người, đi mấy vòng cũng không có một cái bàn trống nào cả, cho nên bọn mình đã quyết định ngồi đất cho đúng phong cách Việt Nam. Một ngày nữa ở Dubai của bọn mình đã bắt đầu ở địa điểm có tên gọi là The View of the Palm. Nơi này nằm ở tầng 52 trong tòa nhà Nakheel Tower ở trung tâm đảo Palm Jumeirah, một trong những quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Độ cao của nơi này khoảng 240 mét, đứng từ độ cao này bạn có thể ngắm toàn cảnh đảo. Giá vé vào đây là 100 dirham. Căn hộ ở Palm Jumeirah có giá dao động từ 5.000 đô một mét vuông, nếu bạn có khoảng 300.000 đô là đã có thể sở hữu một căn hộ tầm 60 mét vuông rồi. Nếu bạn đang dư khoảng mấy triệu đô mà không muốn gửi ngân hàng thì có thể bỏ tiền ra mua căn villa ở đây để được làm hàng xóm với gia đình Beckham hoặc Naomi Campbell. Nơi tiếp theo bọn mình tới là khách sạn Atlantis The Palm. Vừa đi vừa cho các bạn ngắm phố phường cái nào. Nghe đồn trên mạng Dubai là thành phố của các siêu xe, nhưng thực tế trong 5 ngày mình ở Dubai siêu xe mình nhìn thấy có thể tính trên một bàn tay, có khi đi một vòng Sài Gòn còn gặp nhiều siêu xe hơn, hay mình đi không đúng nơi. Nghe nói tổng chi phí để xây dựng cái khách sạn này rơi vào tầm cỡ 1,5 tỷ đô. Phòng đắt nhất ở đây có giá 27.000 đô, chỉ có vậy thôi mà, biết trước có loại phòng như thế bọn mình cũng đặt đấy, nhưng thôi để lần sau. Đọc trên mạng nghe nói nơi này có máy bán vàng, tính vào mua mấy miếng về làm quà lưu niệm mà kiếm hoài không thấy, cho nên bọn mình bỏ cuộc ra ngắm vịnh Ba Tư cho đỡ phí công đi. Một trong những nơi mà mình khuyên các bạn nên tới khi bước chân đến Dubai đó là bãi biển Jebia. Mình sẽ không comment nhiều, nhìn các bạn cũng hiểu nếu đứng đây ngắm hoàng hôn thì đi vào lòng người cỡ nào rồi đúng không? Mục đích chính của bọn mình tới đây là để chơi cái trò này. Nó có tên gọi là Fly Cup, bữa ăn trên không. Với cái giá 60 dirham khoảng 16 đô, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh bãi biển trên độ cao 40 mét. Ngoài ra trong giá vé có một hộp popcorn và cốc nước. Cái trò này tương tự với trò Dinner in the Sky có mặt ở khá nhiều nơi trên thế giới. Ở trong vlog của Vũ Khắc Tiệp về Dubai đã có từng review về chỗ đó. Nhưng bữa ăn trên không của họ có giá là 200 đô. Cùng mình so sánh sự trải nghiệm của bọn mình xem có khác gì của Vũ Khắc Tiệp với Ngọc Trinh không nào, và có đáng bỏ ra cái giá gấp chục lần không? Chắc các bạn cũng nghe thấy tiếng gió ở trên đây, và nếu đi vào buổi tối thì cảm giác cũng khá mát. Khúc này là mình đang ăn cho đỡ hồi hộp. Cái này nó sẽ xoay vòng vòng để bạn có thể ngắm toàn cảnh, cả chuyến đi sẽ rơi vào khoảng 20 phút. Đi xong thì mình kết luận là bỏ ra 16 đô để trải nghiệm cho biết cũng được, nhưng với cái giá 200 đô thì mình thấy hoàn toàn không đáng. Bạn nào mà đến Dubai muốn trải nghiệm thì lưu lại địa điểm này cho đỡ phải tốn 200 đô. Xa xa ngoài kia thì các bạn đang thấy vòng quay cao nhất thế giới. Ai Dubai có chiều cao 250 mét, giá vé là 130 dirham, bọn mình cũng định qua trải nghiệm nhưng đi lòng vòng không biết đường qua đó cho nên đã tiết kiệm được 35 đô. Lạc trôi một lúc thì bọn mình đi bộ ra đến Dubai Marina. Ở đây các anh sẽ mời bạn trải nghiệm đi du thuyền dọc Marina Canal, nếu mình nhớ không nhầm thì với giá là 600 dirham khoảng 160 đô cho cả một con du thuyền như thế này. Mình thấy khách du lịch vào thời điểm mình đi rất ít vì vậy khá ế ẩm, cho nên mặc cả thấp hơn các anh cũng sẽ đi đấy, nhưng thời tiết đã khá lạnh rồi cho nên bọn mình đã lựa chọn đi ăn lẩu thay vì trải nghiệm cái này. Suất ăn ở đây có giá là tầm 25 đô một người, review cho mọi người xem quán lẩu Dubai có gì khác quán lẩu Việt Nam nào. Còn đây là thành quả của bọn mình sau 15 phút đi chợ. Có đói cỡ nào nhưng vẫn phải chụp ảnh trước khi ăn mới được. Nói chung sức ăn của mấy đứa con gái cũng không được nhiều cho nên bọn em ăn đến lúc quán đóng cửa đi về thì mới thôi. Đặc sản của việc đi du lịch với mình là đi 7 ngày thì Linh sẽ cho ở 3 nơi khác nhau cho đủ cung bậc cảm xúc và trải nghiệm. Khách sạn này có tên gọi là City Avenue Hotel, có giá tầm 75 đô một đêm. Cùng mình room tour nào. Nhận phòng xong bọn mình đã đi đến Dubai Expo, khu triển lãm rộng hơn 438 hecta có hơn 190 quốc gia tham gia với mục tiêu giới thiệu với bạn bè quốc tế những phát minh mới nhất của mình. Ở đây có cả Việt Nam tham gia này. Sự kiện này sẽ diễn ra 5 năm một lần. Dubai đã bỏ ra hàng chục tỷ đô vào các cơ sở hạ tầng để có thể tổ chức sự kiện này. Expo 2020 đã đóng cửa vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Nhưng mùng 1 tháng 9 mình nghe nói Expo City đã mở cửa lại cho du khách tham quan, quy mô sẽ không hoành tráng như lúc Expo 2020 hoạt động nhưng khách du lịch vẫn có thể tham quan một số cơ sở hạ tầng. Sự kiện đã kết thúc nhưng cùng mình ghé qua tham quan một vài khu triển lãm để các bạn có thể hình dung mọi việc đã diễn ra như thế nào. Còn đây là khu triển lãm của Việt Nam. Một khu triển lãm mình thấy khá thú vị. Ý tưởng là bạn viết lên chiếc iPad như thế này tín hiệu bạn muốn gửi cho vũ trụ. Mình viết xong đứng đợi 10 phút mà không thấy vũ trụ hồi đáp. Nói chung là đợi mãi mà không thấy tiền đâu. Ngày cuối ở Dubai bọn mình đã quyết định đi khám phá sa mạc. Chi phí cho một người khoảng 45 đô. Vào lúc 3 giờ sẽ có xe đến đón bạn tận khách sạn. Con đường từ Dubai đến sa mạc mất tầm 1 tiếng đồng hồ. Mình cảm thấy mọi việc trở nên bất ổn từ khi bọn mình ngồi vào cái xe Land Cruiser này chuyên dùng để di chuyển trên sa mạc. Nói chung cái trò này không dành cho phụ nữ có thai và những đứa không ưa thích cảm giác mạnh như mình. Chắc các bạn cũng thấy trong xe sắp đến mức mà hai cái tay bám ở hai bên đã bị bẻ gãy rồi. Trong lúc nào đó mình đã sẵn sàng trả thêm tiền để cho bác tài cho mình xuống. Trả cái dại nào bằng cái dại này, đã mất tiền rồi lại còn bị người ta hành nữa. Theo lời quảng cáo thì trong chuyến đi này bạn sẽ được cưỡi lạc đà thưởng thức múa bụng belly dance và múa lửa trong đêm sa mạc huyền bí. Thưởng thức bữa tối buffet Ả Rập và còn nhiều thứ khác mình cũng không nhớ nổi hết. Nghe thì có vẻ cũng khá hoành tráng đấy, nhưng thực tế nó như thế nào các bạn hãy cùng mình xem nhé. Sau hơn 20 phút vật lộn trên xe thì bọn mình cũng đã được xuống. Trải nghiệm đầu tiên sau khi xuống xe đó là cưỡi lạc đà. Việc sợ nhất trong cái bộ môn này là các bạn nên chuẩn bị tinh thần vào lúc nó đứng lên và ngồi xuống. Một điều nữa là mình không hài lòng lắm là các chú xin thêm 20 dirham để được đi một vòng lớn. Thật ra sau cú sốc tinh thần trên xe mình cũng không tính cưỡi nó đâu, chỉ tính đứng bên cạnh chụp ảnh thôi, nhìn bọn nó còn gầy gò ốm yếu, khá đáng thương nữa. Còn đây là sự thật sau những bức ảnh ngàn like, phải có cả một đội ngũ đi đằng sau tư vấn chứ có phải đơn giản đâu. Sau hơn một tiếng chụp ảnh thì bữa tiệc đã bắt đầu. Như đã hứa trong chương trình tiết mục múa bụng của các chị gái xinh đẹp. Còn đây là bọn mình đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn ở trong buffet. Mấy món ở đây thật ra cũng hơi khó ăn và không hợp khẩu vị của mình lắm. Còn đây là món quên tiết mục hấp dẫn nhất trong buổi tối ngày hôm đó. Thật ra không có tiết mục này mình cũng không đánh giá cao chương trình đâu, nhưng nhờ anh sáu múi này cho nên vớt vát lại được một chút. Chương trình đã kết thúc với tiết mục như thế này. Lúc đứng dậy ra về, khi mọi người lên xe gần hết rồi mà vẫn chưa ai tới đón mấy đứa, bọn mình mới hiểu ra là không đứa nào nhớ mặt chú tài xế, cứ tưởng phải đi bộ trên sa mạc để về thành phố. Đứng đợi một lúc thì mấy chú cũng tới đón. Con đường về có vẻ êm hơn một chút so với con đường đi. Thế là cũng kết thúc 5 ngày bọn mình ở Dubai, nhưng thật ra Dubai chỉ là một trong những thành phố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE. Nếu bạn đã có dự định đến Dubai thì nên ghé qua cả Abu Dhabi, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ Dubai qua Abu Dhabi có thể đi xe buýt hoặc taxi. Giá đi taxi mất khoảng 50 đến 100 đô la Mỹ tùy vào điểm bạn xuất phát. Đi xe buýt thì mất khoảng 7 đô la Mỹ thôi, cho nên như các rich kid đích thực bọn mình đã mạnh dạn chọn đi xe buýt. Còn đây là bọn mình đang trên đường đến Đại Thánh Đường Hồi giáo Sheikh Zayed. Không biết từ bao giờ mình trở nên rất thích mặc áo dài chụp ảnh. Lên đồ lộng lẫy thì bị mấy chú bảo vệ chặn ngoài cửa, bảo phải che kín đầu và không được mặc đồ xuyên thấu, cho nên mới ăn mặc như thế này, áo dài Việt Nam pha trộn với phong cách Ả Rập. Con bé đang hí hửng quay thì gặp phải chú bảo vệ. Khoan, khoan. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dừng khoảng chừng là 2 giây thì mình đã hiểu ra vấn đề là ở đây chỉ được quay phim với chụp ở những chỗ có bảng quy định như thế này. Nơi này là một tòa lâu đài xây dựng bằng đá cẩm thạch nguyên khối với các hồ nước. Tổng chi phí xây dựng thánh đường này rơi vào khoảng 2 tỷ dirham, 545 triệu đô la Mỹ. Nơi đây tập trung nhiều nhất các kỷ lục của thế giới như tấm thảm ba tư huyền thoại lớn nhất thế giới, những chùm đèn pha lê rát vàng lớn nhất thế giới. Khúc này là bạn Mai đang tập làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Thì cái mà to nhất ở chính điện là 12 tấn, còn cái này nặng khoảng 8 tấn. Chỗ này lớn đến mức lúc về bạn sẽ có xe đưa đón như thế này để đỡ phải đi bộ. Đánh giá tổng quát thì nơi này là cái thánh đường đẹp nhất mà mình đã từng đến. Nhưng ở đây có quá nhiều quy định nghiêm khắc, từ không được ra các ký hiệu bằng tay đến không được hở bất kỳ một sợi tóc nào ra ngoài, cho nên các bạn cứ ăn mặc vô cùng kín cổng cao tường vào. Sau 7, 7, 4, 9 lần nhắc nhở của mấy chú bảo vệ thì bọn mình bất lực và quyết định làm kiểu ảnh kỷ niệm như thế này để được mấy chú ấy duyệt. Địa điểm tiếp theo bọn mình đã đi đến ở Abu Dhabi đó là dinh tổng thống Qasr Al Watan.
490 triệu đô la Mỹ đã được bỏ ra để nơi đây được mở ra để du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về cách quản lý đất nước của người Ả Rập. Nếu nhắc đến việc tại sao các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lại giàu có đến vậy, mình đoán là đa số các bạn sẽ nghĩ là vì quốc gia này nằm trong những các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng thực tế dầu mỏ chỉ chiếm khoảng 1% GDP của họ. Trong cung điện này được ghi khắc câu nói rất nổi tiếng của Sheikh Zayed, người khai sinh ra đất nước này, đó là tài sản của chúng ta không phải là tiền, là dầu mỏ mà chính là con người. Địa điểm cuối cùng bọn mình ghé thăm tại Abu Dhabi là khách sạn Emirates Palace để thưởng thức bánh ngọt và cà phê phủ vàng. Nếu tin những gì trên mạng viết thì tòa lâu đài được biết đến như một khách sạn tiêu chuẩn 8 sao do Tổng cục Du lịch Quốc tế đánh giá với 40 tấn vàng rát trên từng cây cột. Tổng thiệt hại cho bữa tráng miệng này là 260 dirham, khoảng 70 đô. Kết luận về chuyến đi này thì mình thấy Dubai không hào nhoáng, xa hoa như những gì mọi người vẫn tưởng tượng. Video đến đây là cũng khá dài rồi cho nên cho phép mình kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyến đi tiếp theo.